Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, Chiều 17 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe trao đổi, phản ánh trực tiếp của khoảng 35 giáo viên trường mầm non Ánh Dương có liên quan đến vụ việc về bữa ăn 30.000 nhưng chỉ có hai miếng giò tại cơ sở nuôi dạy trẻ này. Trong buổi trao đổi, nhiều giáo viên không kìm được nước mắt, bật khóc khi nói ra những ấm ức kéo dài suốt thời gian qua. Ngay khi nhận được thông tin báo chí phản ánh đơn cầu cứu của các giáo viên về bữa ăn không đảm bảo chất lượng, ông Nguyễn Tấn Bản đã có những chỉ đạo khẩn, yêu cầu kiểm tra thông tin và tổ chức đối thoại ngay với các giáo viên ngoài giờ làm việc. Để các giáo viên thoải mái trao đổi, buổi đối thoại này không có sự tham gia của ban giám hiệu nhà trường, chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, lãnh đạo ban thanh tra nhân dân, các tổ trưởng bộ môn. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã chia sẻ, gợi mở và động viên các giáo viên trường mầm non Ánh Dương phát biểu, chia sẻ những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất kiến nghị với huyện. Nhiều giáo viên đã bật khóc trình bày trong nước mắt về bữa ăn trưa 30.000 đồng nhưng chất lượng kém kéo dài từ nhiều tháng nay họ phải đóng tiền để mua bữa ăn trưa với giá 30.000 đồng, nhưng nhận lại bữa ăn nghèo nán như hình ảnh đưa trên mạng xã hội và thông tin. Đó là sự thật. Theo các cô giáo, thực trạng này đã kéo dài từ nhiều năm, món ăn ngày càng sơ sài. Đáng nói, không chỉ phần ăn của giáo viên mà phần ăn của học sinh cũng sơ sài không kém, thực đơn nhiều món không đảm bảo. Một giáo viên cho hay, ban giám hiệu cũng không bao giờ công khai tiền ăn, chỉ khi báo chí vào cuộc thì mới được công bố số tiền ăn như một tuần vừa qua. Một số ý kiến khác cũng cho biết, tiền lương, tiền tăng thu nhập, một số khoản tiền không được ban giám hiệu công khai. Các giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương phải làm nhiều việc khác nhau, không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, giáo viên, nhân viên cũng bị hiệu trưởng bắt cả nhổ cỏ, quét dọn, làm phụ hồ. Các giáo viên đã phải làm đơn cầu cứu, xin được đối thoại trực tiếp với Chủ tịch huyện để trình bày những ấm ức, bức xúc tại trường học. Họ vì sợ trù dập, ảnh hưởng công việc nên đã không dám lên tiếng tố cáo trực tiếp mà chịu đựng trong thời gian qua. Một giáo viên bật khóc, sợ bị chèn ép. Mất việc làm người lao động ở đây không bao giờ dám có ý kiến. Chỉ khi có buổi đối thoại này, không có sự có mặt của ban giám hiệu thì chúng tôi mới dám đứng lên nói. Khi báo chí đăng tải thông tin, các giáo viên cũng đã bất ngờ khi nhận lại được chuyển khoản số tiền dư của mỗi bữa ăn trưa ngoài ra các giáo viên cũng nêu một số vấn đề tồn tại khác ở trường họ mong muốn huyện quan tâm kiểm tra để xử lý các vấn đề cũng như trách nhiệm cá nhân liên quan nếu việc không được giải quyết rứt điểm nhiều giáo viên sẽ viết đơn xin chuyển nơi công tác Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện gửi lời xin lỗi đến tập thể giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương. Ông Bản ghi nhận các ý kiến của giáo viên và giao phòng nội vụ phối hợp với các phòng ban thanh kiểm tra toàn diện trường từ thời điểm năm 2021, thời điểm hiệu trưởng mới của trường nhận nhiệm vụ, để xử lý trên tinh thần quyết liệt, triệt để và có thông tin sớm, công khai. Trước đó, trường mầm non Anh Dương cũng từng bị bà Trần Thị Thiên Kim, nhân viên nấu ăn của trường, tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó bà Kim bị sa thải. Bà Kim đã khởi kiện hiệu trường ra tòa nhân dân huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Ngày 5 tháng 9, tòa nhân dân huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ban hành bản án về vụ tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải giữa nguyên đơn là bà Kim, sinh năm 1970 và bị đơn là trường mầm non Anh Dương do bà Phan Thị Hán Huệ, là người đại diện theo pháp luật với chức vụ hiệu trường. Theo đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên hủy quyết định ngày 9 tháng 5 năm 2023 của trường mầm non Anh Dương về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với bà Trần Thị Thiên Kim, hủy quyết định ngày 11 tháng 8 năm 2023 của hiệu trưởng trường mầm non Anh Dương về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thiên Kim đối với khiếu nại quyết định kỷ luật bằng hình thức sa thải trên. Đồng thời, buộc trường mầm non Anh Dương phải nhận bà Trần Thị Thiên Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng, gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày bà Kim không được làm việc, khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật, cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động. Theo nội dung vụ việc, năm 2006, bà Kim bắt đầu làm nhân viên nấu ăn cho trẻ tại trường mầm non Anh Dương theo hợp đồng lao động ngày 1 tháng 7 năm 2020. Sau đó, khi trường mầm non có hiệu trưởng mới, bà Kim tiếp tục làm việc tại trường và ký lại hợp đồng lao động với công việc là nhân viên nấu ăn, loại hợp đồng không xác định thời hạn, mức lương hơn 5,1 triệu đồng. Trong quá trình làm việc từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, trường mầm non Ánh Dương cho rằng bà Kim đã vi phạm nhiều nội dung như vi phạm nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, vi phạm hợp đồng lao động. Ngày 10 tháng 12 năm 2022, Trường mầm non Anh Dương ban hành thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với bà Kim từ nấu ăn cho trẻ sang công việc làm vệ sinh. Sau đó, nhà trường có văn bản từ trên gửi các cơ quan liên quan của huyện Châu Đức để tham mưu tư vấn xử lý kỷ luật người lao động về lý do bà Kim vi phạm nội quy, quy chế làm việc của trường, cùng đó là ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật. Đến ngày 9 tháng 5 năm 2023, hiệu trưởng trường, trường mầm non Anh Dương ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật sa thải đối với bà Kim tại tòa, bà Kim cho rằng việc bà bị phân công công việc mới và sau đó là sa thải bắt nguồn từ việc bà đứng lên tố cáo các khuất tất liên quan vấn đề tiếp phẩm cho khẩu phần ăn của trẻ tại trường dẫn đến bị chủ dập. Cụ thể theo bà Kim, sau khi làm việc tại trường một thời gian, bà nhận thấy có sự tiêu cực bớt xén khẩu phần ăn của trẻ nên thu thập số liệu, chứng cứ báo cáo lên ban giám hiệu trường để có hướng xử lý, nhưng sau đó vụ việc không được nhà trường truy xét bà Kim cho rằng quyết định sa thải của trường mầm non Anh Dương là trái quy định của pháp luật bởi lý do chỉ nêu lỗi chung chung, không nêu cụ thể lỗi gì. Quy định nào, thời gian nào và mức độ ra sao thuộc trường hợp nào trong những trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải. Mặc dù sau đó bà Kim đã khiếu nại quyết định kỷ luật sa thải trên nhưng không được trường mầm non Anh Dương chấp nhận. Tại phiên tòa, sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu hồ sơ vụ án được thẩm tra và kết quả tranh luận, hội đồng xét xử nhận định Trường mầm non Ánh Dương căn cứ khoản 4 điều 125 Bộ luật Lao động để xác định bà Kim vi phạm hợp đồng lao động, song không xác định được cụ thể thời điểm vi phạm, vi phạm thế nào và tính thời hiệu xử lý kỷ luật khi áp dụng xử lý kỷ luật sa thải. Ngoài ra, đối chiếu với các căn cứ tại điều 125 Bộ luật Lao động thì các lỗi vi phạm mà trường mầm non Ánh Dương trong quyết định sa thải không phải là căn cứ trực tiếp để người sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động. Từ những phân tích trên hội đồng xét xử cho rằng trường mầm non Anh Dương khi ban hành quyết định sa thải với 4 lý do vi phạm nêu trong quyết định 45 là không có căn cứ, theo quy định tại khoản 4 điều 125 Bộ luật Lao động. Do đó hội đồng xét xử đã ra phán quyết như trên. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.